Còn bạn. xin chào thầy và các bạn. Con tên là Nguyễn Hồng Quân. Con học Hả? lớp Em 536 trường tiểu học Kim Đồng. Con hiện con đang sinh sống ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hôm nay con xin thuyết trình bài Chinh phục đỉnh Olympia. Đây là một dạng trò chơi để chúng ta rèn luyện cái kỹ năng tính toán. Đây chính là chương trình của con. Con xem bắt đầu chạy. Khi trả lời đúng thì chú rơi sẽ tiến lên một bước Thầy làm một ô. Còn khi trả lời sai thì màn hình sẽ tối đen và Doraemon sẽ ngừng hỏi và khiến thời gian cứ thế trôi đi. Và sau đó sẽ phát ra âm thanh ngoác ngoác. Bây giờ con sẽ đi đến cuối và trình bày chức năng chiến thắng. Vậy là em đã hoàn thành giải đất chiến thắng, và khi chiến thắng thì pháo hoa sẽ xuất hiện trên màn hình, và đó là những gì của chiến thắng. Còn khi thua cuộc, thì ta phải đợi hết thời gian đã. Vậy sẽ chạy lại để đặt thời gian là 10 để trình bày chức năng thua. Khi thua thì màn hình sẽ chuyển sang không nền game over và có dòng chữ game over. Bạn hãy thử lại đi nào bằng cách bấm vào lá cờ xanh. Các con Doraemon này thì thầy đã gửi lên trên nhóm và sau đó em tải về và em đã sử dụng trong bài này. Còn về âm thanh thì em lấy sẵn ở trong Scratch, và không nền thì cái nền này em cũng được thầy gửi cho và em cũng tải về. Trong bài của em, trong bài của con thấy thích nhất là phần cốt của con rơi này, bởi vì cái phần cốt này, bởi vì là con đã làm sai và con cũng phải nhờ sự trợ giúp của thầy để chữa lại. Con làm sai cái phần lướt trong một giây tới điểm nào đó thì con đã để nhầm vị trí của tọa độ x và y. Con có một số thiếu sót là đến phần lúc cuối thì con mới có thể làm được cái màn hình tối đen, bởi vì là con chưa biết làm cái thay đổi vị trí một lượng ở -1 như thế nào cả.
Con cảm ơn thầy và tớ cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của tớ. Nếu như bạn nào có góp ý thì tớ mong là sẽ giơ tay để phát biểu. Con xin hết ạ. Thì chúc mừng con đã hoàn thành cái bài thuyết trình. Tiếp theo thì có bạn nào có cái câu hỏi hoặc là góp ý gì dành cho bạn thì mời ha, thì mời các con giơ tay lên, thả tay xuống nha. Rồi bạn nào có cái câu hỏi hoặc là muốn góp ý gì giúp cho bạn thì giơ tay lên giúp cho thầy. Rồi thì mời anh đi. Dạ thì sao cái code của con dê á, thì bạn ấy không để nếu thì cái code nếu thì bạn lại để Rồi, được. con hiểu. Con hiểu câu hỏi của anh đi Con hiểu. nha. Góp ý cho anh đi mà Quân. Giống như là bạn lại đợi Dạ, đến hiểu. khi mà sao không sử dụng nếu thì. Alo, cái đó là chi đó? Câu hỏi của bạn anh đi á, tức là khi mà sao con không dùng cái nếu thì, con dùng đợi cho đến khi, cái câu hỏi của bạn như vậy đó. Thì để thầy giúp con ha. Lần đầu á thì khi mình bắt đầu học á thì thầy dạy là đợi đến khi, nhưng mà sau đó mình làm sáng tạo thêm á thì mình có cái vụ mà trả lời sai bị lùi lại đó, cho nên là mình sẽ sửa thành là nếu thì nó hay hơn. Thì cái đó là một cái ý tưởng sáng tạo. Cô con có sáng tạo cái là con không không đi lùi, thì con dùng cách khác chứ không phải là mình phải nhất thiết mình phải đi lùi. Thì với con là có đổi cái màn hình đen đúng không con? Dạ. Thì cái đó cũng là một cái sáng tạo, có nhiều cái cách sáng tạo chứ không phải là chỉ có làm mà đi đúng và đi lùi. Hoặc là có bạn thì chọn cách sáng tạo là thời gian bị giảm đi ha, mấy bạn không có vẽ lên màn hình Dạ. rồi. Rồi thì thầy nhận xét bài của Hồng Quân như thế này nha con. Thứ nhất đó là về cái phần thuyết trình, thì con thuyết trình rất là rõ ràng, con nói rất là rõ, là nói những cái ý mà của con muốn thể hiện đó thì con nói rất là rõ ràng, các bạn các nghe các bạn dễ hiểu. Rồi phần thứ hai, các bạn khác không có vẽ lên cái màn hình của bạn. Phần thứ hai á, là cái phần thẩm mỹ á, thì sản phẩm con thì con vẽ theo thầy hướng dẫn thì vẽ cái hình nền thì con cũng vẽ cũng có phần sáng tạo về cái phần núi nè, rồi trời là cũng tương đối là đẹp. Rồi con có làm những cái nền hình nền khác nữa. Rồi bên cạnh đó thì con có chọn âm thanh sáng tạo khác so với cái âm thanh này mà thầy gửi cho con. Đặc biệt thì con cũng thấy được cái thiếu sót, biết được cái thiếu sót của cái sản phẩm của mình. Thì mình còn nhỏ mà mình làm thì nó sẽ có lỗi, thì mình biết cái thiếu sót đó để mình ngày càng mình phấn đấu hơn để mình hoàn thiện mình hơn. Giống như hồi nãy bạn Kiệt cũng có nhận thấy được cái lỗi của mình nha, thì mình biết lỗi rồi mình sẽ cố gắng lên. Rồi thì chúc mừng con đã hoàn thành sản phẩm nha. Thì cảm ơn Dạ vâng, con. cảm thầy ạ. Cảm Rồi. ơn.